khuẩn ăn thịt người tấn công nguy kịch cô gái vì đi chân trần tập thể dục. Công an Quảng Ngãi cảnh báo ma túy dạng nước vui tấn công các trường học. Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm thừa. Sập sàn nhà hàng đang xây ở Hưng Yên, một nạn nhân nguy kịch. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin điểm nóng 24 giờ trên kênh YouTube của Báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu sống kịp thời một nữ bệnh nhân nguy kịch do vi khuẩn ăn thịt người Pucoderia pseudomallei gây bệnh Whitmore tấn công. Bệnh nhân DTML, 33 tuổi, ngụ ở phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, có thói quen đi chân trần trên mặt đất khi tập thể dục tại công viên nhằm tăng sự nhạy cảm của chân và rèn luyện cơ chân. Gần một tháng trước, chị L đột ngột sốt cao, khó thở trong 3 ngày và khám tại cơ sở y tế gần nhà. Sau khi nhập viện, tình trạng bệnh diễn biến nhanh chóng, khiến chị rơi vào suy hô hấp, phải thở máy. Sau 24 giờ nhập viện, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào ngày 16 tháng 9 để cấp cứu khẩn cấp do tổn thương phổi nghiêm trọng. Theo bác sĩ Phó Thiên Phước, bệnh nhân có dấu hiệu hội chứng nguy kịch hô hấp cấp và giảm oxy máu nặng, có nguy cơ phải can thiệp ECMO, oxy hóa máu màng ngoài cơ thể. Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp thông khí bảo vệ phổi và thông khí nằm sấp. Sau 48 giờ, kết quả cấy máu cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Pucoderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore, một bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị trúng đích và tình trạng của bệnh nhân dần được cải thiện. Chỉ sau 7 ngày thở máy, chị L đã cai máy thở thành công và sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn. Theo bác sĩ Phước, vi khuẩn Pucoderia pseudomallei thường sống trong đất và nước ô nhiễm, dễ xâm nhập qua các vết thương hở, gây nhiễm trùng. Ban đầu, bệnh nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau cơ, nhưng nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gây tổn thương nhiều cơ quan và dẫn đến tử vong. Bệnh Whitmore phổ biến ở các vùng có khí hậu nhiệt đới như Đông Nam Á và Bắc Úc, với tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn huyết lên đến 40-50%. Nếu bệnh nhân bị viêm phổi nặng, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 75%. Việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là yếu tố quan trọng để cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân, giúp tránh được các biện pháp điều trị hồi sức phức tạp và tốn kém như ECMO. Ngày 10 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo đã tăng cường công tác đấu tranh và trấn áp tội phạm liên quan đến ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới có tên nước vui. Đây là loại ma túy tổng hợp nguy hiểm, có thể dễ dàng bị ngụy trang thành nước giải khát, khiến nguy cơ xâm nhập vào giới trẻ, các trường học và khu vui chơi trở nên đáng lo ngại. Gần đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Đối tượng TBD, 23 tuổi, trú tại xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, đã vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi với số lượng tang vật thu được hơn 6 kg, trong đó gần 1 kg là ma túy nước vui. Ngoài đường dây này, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy nước vui trên địa bàn tỉnh. Loại ma túy này có thể hòa tan trong nước, khiến nó dễ dàng bị ngụy trang thành các loại đồ uống thông thường. Theo Thượng tá Phạm Chí Hân, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, ma túy nước vui chứa các chất như MDMA, thuốc lắc, ketamin và diazepam. Loại ma túy này có thể ở dạng lỏng hoặc bột. Sau khi sử dụng sẽ tác động mạnh lên bộ não, gây giảm khả năng nhận thức, loạn thần và mất kiểm soát hành vi, có thể dẫn đến các hành động nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Trước tình trạng này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp đấu tranh và tuyên truyền rộng rãi về tác hại của ma túy nước vui. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân, đặc biệt là giới trẻ, về cách nhận biết và phòng tránh loại ma túy nguy hiểm này. Dự báo, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy nước vui có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh kêu gọi sự phối hợp của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo đến nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy nước vui. Phụ huynh cần quan tâm đến con em mình, khuyến cáo tránh xa các chất kích thích, đồ uống và thực phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời nếu có biểu hiện sử dụng ma túy. Ngày 10 tháng 10, ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh, cho biết toàn bộ lực lượng cứu hộ và máy móc sẽ rút khỏi hiện trường vụ sạt lở tại làng Nủ trong ngày hôm nay. Quyết định dừng tìm kiếm đã được thống nhất với người dân địa phương trong cuộc họp cuối tháng 9. Theo ông Mạnh, trong 10 ngày qua, lực lượng cứu hộ tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm. Một số điểm đã được máy xúc đào sâu đến gần chục mét nhưng không tìm thấy thêm nạn nhân nào.
Trước đó, vào ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đã thông báo xác định thêm 2 nạn nhân thông qua kết quả giám định ADN từ các mẫu thu thập đầu tháng 10. Trong số đó, 3 mẫu từ các nạn nhân trôi giạt trên sông Chảy và 3 mẫu từ tử thi tại làng Nủ. Tính đến thời điểm này, trận lũ quét xảy ra rạng sáng ngày 10 tháng 9 đã khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 60 người thiệt mạng và 7 người hiện vẫn mất tích. Thôn làng Nủ gần như bị xóa sổ hoàn toàn, gây ra nhiều thương vong. Ngay sau khi lũ quét xảy ra, hơn 650 người gồm bộ đội quân khu 2, biên phòng, các đơn vị chó nghiệp vụ, công an và dân quân địa phương đã tham gia công tác cứu hộ. Đến chiều ngày 24 tháng 9, sau khi lực lượng bộ đội rút quân, huyện Bảo Yên vẫn duy trì gần 200 người cùng máy xúc tiếp tục tìm kiếm trong 10 ngày. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm ngày càng gặp khó khăn do hiện trường sạt lở rộng và thời tiết mưa lớn kéo dài khiến nước lũ tràn về mang theo bùn đất. Ngày 10 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, trong hai ngày 9 và 10 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh Lào Cai đã tiếp nhận 50 học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Lào Cai và Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề, Giáo dục Thường xuyên nhập viện với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn Thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiến hành điều tra, lấy mẫu xét nghiệm. Theo điều tra sơ bộ, rạng sáng ngày 9 tháng 10, một số học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Lào Cai và Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề, Giáo dục Thường xuyên, cơ sở 1, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt. Các em đã được thầy cô và gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh để điều trị. Đến sáng ngày 10 tháng 10, tổng cộng đã có 50 em phải nhập viện. Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh, cho biết tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, tiến triển tốt và chưa có trường hợp nào diễn biến nặng. Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu thực phẩm lưu tại bếp ăn của cơ sở 1 trường Cao đẳng Lào Cai và gửi đến Viện Kiểm nghiệm Trung ương để phân tích. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã lấy mẫu nước và chất thải của các học sinh, sinh viên để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây bệnh. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 10, các học sinh, sinh viên này đã ăn tối tại căng tin. Tuy nhiên, không ăn chung một loại thực phẩm mà sử dụng đa dạng các món như canh, cơm, rau xào, thịt gà và thịt lợn xào hành tây. Hiện tại, trường Cao đẳng Lào Cai đang tiếp tục theo dõi sức khỏe của học sinh, sinh viên tại ký túc xá và đã thông báo tạm dừng hoạt động của bếp ăn cơ sở 1 cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Tối ngày 9 tháng 10, tại khu đô thị mới Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi sàn tầng 2 của một nhà hàng đang trong quá trình xây dựng bất ngờ đổ sập. Vụ việc khiến một người đàn ông bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ, người dân khu vực bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn từ nhà hàng đang xây dựng nằm sát một tòa nhà thương mại dịch vụ cao 5 tầng. Khi lại gần, mọi người phát hiện phần sàn và mái sắt của tầng 2 đã đổ sập, đè lên một người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay sau đó, khoảng 10 người đã nhanh chóng hỗ trợ giải cứu nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi hiện trường, người đàn ông trung niên này đã trong tình trạng bất tỉnh với các dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Người dân đã lập tức gọi taxi để đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo một số người dân sống gần đó, nhà hàng này đang trong giai đoạn hoàn thiện, sử dụng chủ yếu khung thép tiền chế và vật liệu xây dựng nhẹ như gạch và bê tông. Tuy nhiên, đã có lo ngại về độ an toàn của công trình khi khung đỡ và cột trụ được đánh giá là có kích thước nhỏ, không phù hợp với quy mô của công trình. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ sập để có biện pháp xử lý. Sáng ngày 10 tháng 10, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Hoàng Văn Thảo, 52 tuổi, trú tại Hà Nội, tạm trú ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, kẻ giả danh đại tá cảnh sát để nhận tiền chạy án về Bình Thuận để điều tra và xử lý. Tối ngày 9 tháng 10, Công an Bình Thuận phối hợp với Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang Thảo khi đang nhận 400 triệu đồng từ người nhà bà Nguyễn Thị Thúy Nga, vợ Trần Văn Thuận, tức Tú Ác, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo tại quận Tân Bình và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Thảo đã giả danh là đại tá cảnh sát hình sự, hứa giúp Trần Văn Thuận, đối tượng đang bị điều tra vì khai thác khoáng sản trái phép, thoát khỏi bị khởi tố hình sự. Theo thỏa thuận, Thuận đã nhiều lần gặp Thảo tại thành phố Hồ Chí Minh và chuyển số tiền tổng cộng 2,2 tỷ đồng cùng với 3.000 USD và nhiều quà tặng khác. Dù Trần Văn Thuận đã bị khởi tố và bắt giam vào ngày 19 tháng 9, Thảo vẫn tiếp tục yêu cầu vợ Thuận, bà Nguyễn Thị Thúy Nga nộp thêm 1,2 tỷ đồng để không bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã theo dõi các giao dịch và lên kế hoạch bắt quả tang Thảo khi hắn nhận tiền tại quán cà phê. Hiện vụ án đã được mở rộng điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng kiểm tra và xử lý các sai phạm liên quan đến chất lượng bữa ăn không đảm bảo cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sau khi có thông tin phản ánh về việc sinh viên phải ăn cơm thừa và phát hiện dị vật trong thức ăn. Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm.
Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường giám sát việc đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, không để tái diễn tình trạng tương tự. Sự việc được phát hiện sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin về việc các tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội trong thời gian học giáo dục quốc phòng và an ninh đã phải ăn cơm thừa và thức ăn có dị vật như rán tại nhà ăn A15. Ban lãnh đạo nhà trường đã tiến hành kiểm tra và xác nhận thông tin là chính xác, mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn đã cố gắng giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục. Ngay sau đó, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tổ chức gặp gỡ các sinh viên để lắng nghe ý kiến phản hồi. Nhà trường cũng đã chuyển khoảng 500 sinh viên sang nhà ăn dành cho cán bộ, giảng viên trong thời gian tìm kiếm đơn vị cung cấp mới. Sáng ngày 8 tháng 10, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với cơ quan y tế địa phương đã trực tiếp kiểm tra các bếp ăn của trường để đánh giá tình hình. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Điểm nóng 24 giờ trên kênh YouTube của Báo Công Thương. Quý vị hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.